quay video mở đâu là video đó là kẹo bao bao. Đây là cái vị đâu để quay. Đây là vị đâu. Đó. Đây là vị nho nha bạn. Là vị nho mới. Uba uba này. Đấy. Uba uba. Đây là vị truyền thống nhá. Truyền thống. Ok. Đây. Truyền thống thì truyền thống. Bóc hết nào con. Ơ, đang muốn ăn không? Chờ tí. Bóc hết rồi nha. Con không bóc hết đâu, con thử. Đây, thử đi. Đây là các khẩu vật khác này. Vừa, ví dụ như đồng này là không thể nào ăn được. Mà các bạn phải dùng cái đến đầu này này. Như vậy các bạn ý biết như này rồi. Nhưng mà các bạn ý lấy tay này vừa ra luôn, không phải đâu. Nếu mà muốn ăn đúng kiểu nó ấy, là các bạn nhé. Là các bạn nhé, tới đây này, các bạn đóng nắp lại. Đóng lại cái nắp bởi vì nhé, nó có một cái gai ở đây rồi. Đấy, đấy. Và tôi chỉ cần đóng nắp lại và ấm cái không phải là nó dơ mà các bạn rút ra nhẹ ra và ăn ngon. Là vịt đâu nha bạn. Vịt là ăn ngon. Thông báo lại. Khi mà tôi bị làm ra thì tôi chỉ cần ấn như này. Nhưng mà mình bị lại